các Phật tử. Phía bắc bốn thiên hà đó lại có thế giới tên là Hữu Sư Tử. Như Lai ở đó hoặc hiệu là Đại Mâu Ni, hoặc hiệu là Khổ Hạnh, hoặc hiệu là Thế Sở Tôn, hoặc hiệu là Tối Thắng Điền, hoặc hiệu là Nhất Thiết Trí, hoặc hiệu là Thiện Ý, hoặc hiệu là Thanh Tịnh, hoặc hiệu là Kề La Bạc Na, hoặc hiệu là Tối Thượng Thí, hoặc hiệu là Khổ Hạnh Đắc. Có 10.000 danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Giang Thù lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Phương Bắc của bốn thiên hà đó lại có thế giới tên là Hữu Sư Tử. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Đại Mâu Ni Phật, hoặc hiệu là Khổ Hạnh Phật, hoặc hiệu là Thế Sở Tôn Phật, hoặc hiệu là Tối Thắng Điền Phật, hoặc hiệu là Nhất Thiết Trí Phật, hoặc hiệu là Thiện Ý Phật, hoặc hiệu là Thanh Tịnh Phật, hoặc hiệu là Kề La Bạc Na Phật, nghĩa là Duyên Âm Tự Tại, hoặc hiệu là Tối Thượng Thí Phật, hoặc hiệu là Khổ Hạnh Đắc Phật. Như 10 danh hiệu ở trên, nếu nói tỉ mỉ thì có một dạng danh hiệu đều khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đắc được trí huệ, cũng đều biết được Phật Pháp, cũng thấy được tướng Phật. Các Phật tử, phương Đông Bắc của bốn thiên hà đó lại có thế giới tên là Diệu Quán Sát. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Điều Phục Ma, hoặc hiệu là Thành Tựu, hoặc hiệu là Tức Diệt, hoặc hiệu là Hiền Thiên, hoặc hiệu là Ly Tham, hoặc hiệu là Thắng Huệ, hoặc hiệu là Tâm Bình Đẳng, hoặc hiệu là Vô Năng Thắng, hoặc hiệu là Trí Huệ Âm, hoặc hiệu là Năng Xuất Hiện. Có 10.000 danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Giang Thù lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Phương Đông Bắc của bốn thiên hà đó lại có thế giới tên là Diệu Quán Sát Thế Giới. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiểu là Điều Phục Ma Phật, hoặc hiểu là Thành Tựu Phật, hoặc hiểu là Tứ Diệt Phật, hoặc hiểu là Hiền Thiên Phật, hoặc hiểu là Ly Tham Phật, hoặc hiểu là Thắng Huệ Phật, hoặc hiểu là Tâm Bình Đẳng Phật, hoặc hiểu là Vô Năng Thắng Phật, hoặc hiểu là Trí Huệ Âm Phật, hoặc hiểu là Năng Xuất Thiện Phật. Như 10 danh hiệu vừa nói ở trên, nếu nói tỉ mỉ thì có một dạng danh hiệu Phật khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được tri kiến đáng đắc được. Các Phật tử, phương Đông Nam của bốn thiên hà đó lại có thế giới tên là Hỷ Lạc. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Cực Oai Nghiêm, hoặc hiệu là Quang Diễm Tụ, hoặc hiệu là Biến Tri, hoặc hiệu là Bí Mật, hoặc hiệu là Giải Thoát, hoặc hiệu là Tánh An Trụ, hoặc hiệu là Như Pháp Hành, hoặc hiệu là Tịnh Nhãn Dương, hoặc hiệu là Đại Dũng Kiện, hoặc hiệu là Tinh Tấn Lực. Có 10.000 danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Giang Thù lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Phương Đông Bắc của bốn thiên hà đó lại có thế giới tên là Hỷ Lạc. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Cực Oai Nghiêm Phật, hoặc hiệu là Quang Diễm Tụ Phật, hoặc hiệu là Biến Tri Phật, hoặc hiệu là Bí Mật Phật, hoặc hiệu là Giải Thoát Phật, hoặc hiệu là Tánh An Trụ Phật, hoặc hiệu là Như Pháp Hành Phật, hoặc hiệu là Tịnh Nhãn Dương Phật, hoặc hiệu là Đại Dũng Kiện Phật, hoặc hiệu là Tinh Tấn Lực Phật. Như 10 danh hiệu vừa nói ở trên, nếu nói tỉ mỉ thì có một dạng danh hiệu khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được tri kiến khác nhau. Các Phật tử, phương Tây Nam bốn thiên hà đó lại có thế giới tên là Thâm Kiên Lao. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là An Trụ,
hoặc hiệu là trí dương, hoặc hiệu là viên mãn, hoặc hiệu là bất động, hoặc hiệu là diệu mãn, hoặc hiệu là đảnh dương, hoặc hiệu là tự tại âm, hoặc hiệu là nhất thiết thí, hoặc hiệu là trì chúng tiên, hoặc hiệu là thắng tu di. Có 10.000 danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Giang Thù lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, phương Tây Nam của bốn thiên hà đó lại có thế giới tên là Thâm Kiên Lao. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là An Trụ Phật, hoặc hiệu là Trí Dương Phật, hoặc hiệu là Viên Mãn Phật, hoặc hiệu là Bất Động Phật, hoặc hiệu là Diệu Nhãn Phật, hoặc hiệu là Đỉnh Dương Phật, hoặc hiệu là Tự Tại Âm Phật, hoặc hiệu là Nhất Thiết Thí Phật, hoặc hiệu là Trì Chúng Tiên Phật, hoặc hiệu là Thắng Tu Di Phật. Như 10 danh hiệu vừa nói ở trên, nếu nói tỉ mỉ thì có một dạng danh hiệu khiến cho chúng sinh ai nấy đều đắc được tri kiến khác nhau. Các Phật tử, phương Tây Bắc bốn thiên hà đó lại có thế giới tên là Diệu Địa. Như Lai ở đó hoặc hiệu là Phổ Biến, hoặc hiệu là Quang Diễm, hoặc hiệu là Ma Ni Kế, hoặc hiệu là Khả Đức Niệm, hoặc hiệu là Vô Thượng Nghĩa, hoặc hiệu là Thường Hỷ Lạc, hoặc hiệu là Tánh Thanh Tịnh, hoặc hiệu là Viên Mãn Quan, hoặc hiệu là Tu Tý, hoặc hiệu là Trụ Bổn. Có 10.000 danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Giang Thù lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, phương Tây Bắc bốn thiên hà đó lại có thế giới tên là Diệu Địa. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Phổ Biến Phật, hoặc hiệu là Quang Diễm Phật, hoặc hiệu là Ma Ni Kế Phật, hoặc hiệu là Khả Ức Niệm Phật, hoặc hiệu là Vô Thượng Nghĩa Phật, hoặc hiệu là Thường Hỷ Lạc Phật, hoặc hiệu là Tánh Thanh Tịnh Phật, hoặc hiệu là Viên Mãn Quan Phật, hoặc hiệu là Tu Tý Phật, hoặc hiệu là Trụ Bổn Phật. Như 10 danh hiệu vừa nói ở trên, nếu nói tỉ mỉ thì có một dạng danh hiệu khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được tri kiến khác nhau. Các Phật tử, kế phương dưới bốn thiên hà đó lại có thế giới tên là Diễm Huệ. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Tập Thiện Căn, hoặc hiệu là Sư Tử Tướng, hoặc hiệu là Mãnh Lợi Huệ, hoặc hiệu là Kim Sắc Diễm, hoặc hiệu là Nhất Thiết Tri Thức, hoặc hiệu là Cứu Kính Âm, hoặc hiệu là Tác Lợi Ích, hoặc hiệu là Đáo Cứu Kính, hoặc hiệu là Chân Thật Thiện, hoặc hiệu là Phổ Biến Thắng. Có 10.000 danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Giang Thù lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, các vị mọi người có biết chăng, kế phương dưới của bốn thiên hà đó có thế giới tên là Diễm Huệ. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Tập Thiện Căn Phật, hoặc hiệu là Sư Tử Tướng Phật, hoặc hiệu là Mãnh Lợi Huệ Phật, hoặc hiệu là Kim Sắc Diễm Phật, hoặc hiệu là Nhất Thiết Tri Thức Phật, hoặc hiệu là Cứu Kính Âm Phật, hoặc hiệu là Tác Lợi Ích Phật, hoặc hiệu là Đáo Cứu Kính Phật, hoặc hiệu là Chân Thật Thiện Phật, hoặc hiệu là Phổ Biến Thắng Phật. Như 10 danh hiệu vừa nói ở trên, nếu nói tỉ mỉ thì có một dạng danh hiệu khiến cho chúng sinh đều đắc được tri kiến đáng đắc được khác nhau. Các Phật tử, kế phương trên bốn thiên hà đó có thế giới tên là Trì Địa. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Hữu Trí Huệ, hoặc hiệu là Thanh Tịnh Diện, hoặc hiệu là Giác Huệ, hoặc hiệu là Thượng Thủ, hoặc hiệu là Hạnh Trang Nghiêm, hoặc hiệu là Phát Quang Hỷ, hoặc hiệu là Ý Thành Mãn,
hoặc hiệu là Như Thành Quả, hoặc hiệu là Trì Giới, hoặc hiệu là Nhất Đạo. Có 10.000 danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Giang Thù lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Kế phương trên có thế giới tên là Trì Địa. Phật ở thế giới đó xuất hiện ra đời để giáo hóa chúng sinh đáng được độ. Hoặc hiệu là Hữu Trí Huệ Phật, hoặc hiệu là Thanh Tịnh Diện Phật, hoặc hiệu là Giác Huệ Phật, hoặc hiệu là Thượng Thủ Phật, hoặc hiệu là Hạnh Trang Nghiêm Phật, hoặc hiệu là Phát Quang Hỷ Phật, hoặc hiệu là Ý Thành Mãn Phật, hoặc hiệu là Như Thành Quả Phật, hoặc hiệu là Trì Giới Phật, hoặc hiệu là Nhất Đạo Phật. Như 10 danh hiệu vừa nói ở trên, nếu nói tỉ mỉ thì có một dạng danh hiệu đều khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được tri kiến đáng đắc được khác nhau. Giảng kinh giống như biên tự, phải phổ khắp quá đại chúng. Nếu giảng giải quá sâu thì chỉ có ít người có học vấn hiểu thôi, đại đa số người chẳng hiểu. Tôi giảng kinh thì giảng những ý nghĩa đơn giản dễ hiểu. Nếu giảng quá sâu thì chẳng có ai hiểu nổi, đó chẳng khác gì không giảng, chẳng có lợi ích gì. Dùng phương thức giảng kinh nhai văn nuốt chữ chẳng có sinh khí gì. Tôi chủ trương dùng văn tự thông thường để giảng kinh, ai ai cũng hiểu được thì đắc được lợi ích, bất tất nói cao luận sâu. Bạn giảng hay hơn mà chẳng ai hiểu thì lãng phí công phu, lãng phí thời gian, chẳng ích lợi gì. Các Phật tử, thế giới Ta Bà này có 140 thiên hạ, Như Lai ở trong đó. Có 100 dạng đủ thứ danh hiệu khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Giang Thù lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Các vị mọi người phải biết, trong thế giới Ta Bà này có 140 thiên hạ. 14 thiên hạ là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Cầu Lư Châu. Phật ở trong 140 thiên hạ, có 100 dạng đủ thứ danh hiệu, đều khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được trí huệ đáng đắc được, biết Phật Pháp, thấy được tướng Phật. Các Phật tử, phương Đông thế giới Ta Bà này lại có thế giới tên là Mật Huấn. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Bình Đẳng, hoặc hiệu là Thù Thắng, hoặc hiệu là An Úy, hoặc hiệu là Khai Hiệu Ý, hoặc hiệu là Văn Huệ, hoặc hiệu là Chân Thật Ngữ, hoặc hiệu là Đắc Tự Tại, hoặc hiệu là Tối Thắng Thân, hoặc hiệu là Đại Dũng Mãnh, hoặc hiệu là Vô Đẳng Trí. Có 100 dạng đủ thứ danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Giang Thù lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, các vị có biết chăng, phương Đông thế giới Ta Bà có thế giới tên là Mật Huấn. Phật xuất hiện ra đời ở thế giới Mật Huấn để giáo hóa chúng sinh. Hoặc có đời hiệu là Bình Đẳng Phật, hoặc có đời hiệu là Thù Thắng Phật, hoặc có đời hiệu là An Úy Phật, hoặc có đời hiệu là Khai Hiểu Ý Phật, hoặc có đời hiệu là Văn Huệ Phật, hoặc có đời hiệu là Chân Thật Ngữ Phật, hoặc có đời hiệu là Đắc Tự Tại Phật, hoặc có đời hiệu là Tối Thắng Thân Phật, hoặc có đời hiệu là Đại Dũng Mãnh Phật, hoặc có đời hiệu là Vô Đẳng Trí Phật. Như danh hiệu vừa nói ở trên, có 100 dạng đủ thứ danh hiệu khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được tri kiến đáng đắc được. Các Phật tử, phương Nam thế giới Ta Bà này lại có thế giới tên là Phong Ích. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Bổn Tánh, hoặc hiệu là Cần Ý, hoặc hiệu là Vô Thượng Tôn,
hoặc hiệu là Đại Trí Cự, hoặc hiệu là Vô Sở Y, hoặc hiệu là Quang Minh Tạng, hoặc hiệu là Trí Huệ Tạng, hoặc hiệu là Phước Đức Tạng, hoặc hiệu là Thiên Trung Thiên, hoặc hiệu là Đại Tự Tại. Có trăm vạn ức đủ thứ danh hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, phương nam của thế giới Ta Bà này có thế giới tên là Phong Ít. Như Lai trong thế giới đó hoặc hiệu là Bổn Tánh Phật, hoặc hiệu là Cần Ý Phật, hoặc hiệu là Vô Thượng Tôn Phật, hoặc hiệu là Đại Trí Cự Phật, hoặc hiệu là Vô Sở Y Phật, hoặc hiệu là Quang Minh Tạng Phật, hoặc hiệu là Trí Tuệ Tạng Phật, hoặc hiệu là Phước Đức Tạng Phật, hoặc hiệu là Thiên Trung Thiên Phật, hoặc hiệu là Đại Tự Tại Phật. Danh hiệu vừa nói ở trên, có trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu, khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được tri kiến đáng đắc được. Các Phật tử, phương Tây thế giới Ta Bà lại có thế giới tên là Ly Cấu. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Ý Thành, hoặc hiệu là Tri Đạo, hoặc hiệu là An Trụ Bổn, hoặc hiệu là Năng Giải Phược, hoặc hiệu là Thông Đạt Nghĩa, hoặc hiệu là Lạc Phân Biệt, hoặc hiệu là Tối Thắng Kiến, hoặc hiệu là Điều Phục Hành, hoặc hiệu là Chúng Phổ Hành, hoặc hiệu là Cụ Túc Lực. Có trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng: các vị Phật tử của Phật, phương Tây của thế giới Ta Bà này có thế giới tên là Ly Cấu. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Ý Thành Phật, hoặc hiệu là Tri Đạo Phật, hoặc hiệu là An Trụ Bổn Phật, hoặc hiệu là Năng Giải Phược Phật, hoặc hiệu là Thông Đạt Nghĩa Phật, hoặc hiệu là Lạc Phân Biệt Phật, hoặc hiệu là Tối Thắng Kiến Phật, hoặc hiệu là Điều Phục Hành Phật, hoặc hiệu là Chúng Khổ Hạnh Phật, hoặc hiệu là Cụ Túc Lực Phật. Danh hiệu như thế, có hàng trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Các Phật tử, phương Bắc thế giới Ta Bà này lại có thế giới tên là Phong Lạc. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Đảm Bạc Hoa Sắc, hoặc hiệu là Nhật Tạng, hoặc hiệu là Thiện Trụ, hoặc hiệu là Hiện Thần Thông, hoặc hiệu là Tánh Siêu Mại, hoặc hiệu là Huệ Nhật, hoặc hiệu là Vô Ngại, hoặc hiệu là Như Nguyệt Hiện, hoặc hiệu là Tấn Tật Phong, hoặc hiệu là Thanh Tịnh Thân. Có trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, phương Bắc của thế giới Ta Bà này có thế giới tên là Phong Lạc. Như Lai ở thế giới đó tên là Đảm Bạc Hoa Sắc Phật, hoặc hiệu là Nhật Tạng Phật, hoặc hiệu là Thiện Trụ Phật, hoặc hiệu là Hiện Thần Thông Phật, hoặc hiệu là Tánh Siêu Mại Phật, hoặc hiệu là Huệ Nhật Phật, hoặc hiệu là Vô Ngại Phật, hoặc hiệu là Như Nguyệt Hiện Phật, hoặc hiệu là Tấn Tật Phong Phật, hoặc hiệu là Thanh Tịnh Thân Phật. Danh hiệu như vậy, có hàng trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Các Phật tử, phương Đông Bắc thế giới Ta Bà này lại có thế giới tên là Nhiếp Thủ. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Vĩnh Ly Khổ, hoặc hiệu là Phổ Giải Thoát, hoặc hiệu là Đại Phục Tạng, hoặc hiệu là Giải Thoát Trí, hoặc hiệu là Quá Khứ Tạng, hoặc hiệu là Bảo Quang Minh, hoặc hiệu là Ly Thế Gian, hoặc hiệu là Vô Ngại Địa, hoặc hiệu là Tịnh Tính Tạng,
hoặc hiệu là tâm bất động. Có trăm vạn ức đủ thứ danh hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Giang Thù lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, phương Tây Bắc thế giới Ta Bà này có thế giới tên là Nhiếp Thủ. Như Lai ở thế giới đó hiệu là Vĩnh Ly Cổ Phật, hoặc hiệu là Phổ Giải Thoát Phật, hoặc hiệu là Đại Phục Tạng Phật, hoặc hiệu là Giải Thoát Trí Phật, hoặc hiệu là Quá Khứ Tạng Phật, hoặc hiệu là Bảo Quang Minh Phật, hoặc hiệu là Ly Thế Gian Phật, hoặc hiệu là Vô Ngại Địa Phật, hoặc hiệu là Tịnh Tính Tạng Phật, hoặc hiệu là Tâm Bất Động Phật. Danh hiệu như vậy có hàng trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Các Phật tử, phương Đông Nam thế giới Ta Bà này lại có thế giới tên là Nhiêu Ích. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Hiện Quang Minh, hoặc hiệu là Tận Trí, hoặc hiệu là Mỹ Âm, hoặc hiệu là Thắng Căn, hoặc hiệu là Trang Nghiêm Cái, hoặc hiệu là Tinh Tấn Căn, hoặc hiệu là Đáo Phân Biệt Bỉ Ngạn, hoặc hiệu là Thắng Định, hoặc hiệu là Giảng Ngôn Từ, hoặc hiệu là Trí Huệ Hải. Có trăm vạn ức đủ thứ danh hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Giang Thù lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, phương Đông Nam của thế giới Ta Bà có thế giới tên là Nhiêu Ích. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Hiện Quang Minh Phật, hoặc hiệu là Tận Trí Phật, hoặc hiệu là Mỹ Âm Phật, hoặc hiệu Thắng Căn Phật, hoặc hiệu là Trang Nghiêm Cái Phật, hoặc hiệu là Tinh Tấn Căn Phật, hoặc hiệu là Đáo Phân Biệt Bỉ Ngạn Phật, hoặc hiệu là Thắng Định Phật, hoặc hiệu là Giảng Ngôn Từ Phật, hoặc hiệu là Trí Huệ Hải Phật. Danh hiệu như thế có hàng trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu, khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được tri kiến đáng đắc được. Các Phật tử, phương Tây Nam thế giới Ta Bà này lại có thế giới tên là Tiễn Thiểu. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Mâu Ni Chủ, hoặc hiệu là Cụ Chúng Bảo, hoặc hiệu là Thế Giải Thoát, hoặc hiệu là Biến Tri Căn, hoặc hiệu là Thắng Ngôn Từ, hoặc hiệu là Minh Liệu Kiến, hoặc hiệu là Căn Tự Tại, hoặc hiệu là Đại Tiên Sư, hoặc hiệu là Khai Đạo Nghiệp, hoặc hiệu là Kim Cang Sư Tử. Có trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Giang Thù lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, phương Tây Nam của thế giới Ta Bà này có thế giới tên là Tiễn Thiểu. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Mâu Ni Chủ Phật, hoặc hiệu là Cụ Chúng Bảo Phật, hoặc hiệu là Thế Giải Thoát Phật, hoặc hiệu là Biến Tri Căn Phật, hoặc hiệu là Thắng Ngôn Từ Phật, hoặc hiệu là Minh Liễu Kiến Phật, hoặc hiệu là Căn Tự Tại Phật, hoặc hiệu là Đại Tiên Sư Phật, hoặc hiệu là Khai Đạo Nghiệp Phật, hoặc hiệu là Kim Cang Sư Tử Phật. Những danh hiệu như vậy, nhiều hàng trăm ức vạn danh hiệu, khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được tri kiến khác biệt. Các Phật tử, phương Tây Bắc thế giới Ta Bà này lại có thế giới tên là Hoan Hỷ. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Diệu Hoa Tụ, hoặc hiệu là Chiên Đàn Cái, hoặc hiệu là Liên Hoa Tạng, hoặc hiệu là Siêu Diệt Chư Pháp, hoặc hiệu là Pháp Bảo, hoặc hiệu là Xuất Sinh, hoặc hiệu là Tịnh Diệu Cái, hoặc hiệu là Quảng Đại Nhãn, hoặc hiệu là Hữu Thiện Pháp, hoặc hiệu là Chuyên Niệm Pháp, hoặc hiệu là Võng Tạng. Có trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau.
Bồ Tát Đại Trí Giang Thù lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, phương Tây Bắc của thế giới Ta Bà này lại có thế giới tên là Hoan Hỷ. Như Lai ở thế giới đó hiểu là Diệu Hoa Tụ Phật, hoặc hiểu là Chiên Đàn Cái Phật, hoặc hiểu là Liên Hoa Tạng Phật, hoặc hiểu là Siêu Việt Chư Pháp Phật, hoặc hiệu là Pháp Bảo Phật, hoặc hiệu là Phục Sức Sinh Phật, hoặc hiệu là Tịnh Diệu Cái Phật, hoặc hiệu là Quảng Đại Nhãn Phật, hoặc hiệu là Hữu Thiện Pháp Phật, hoặc hiệu là Chuyên Niệm Pháp Phật, hoặc hiệu là Giống Tạng Phật. Danh hiệu như thế có hàng trăm vạn ước đủ thứ danh hiệu, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được tri kiến đáng đắc được khác nhau. Các Phật tử, phương trên thế giới Ta Bà này lại có thế giới tên là Quang Thược. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Phát Khởi Diễm, hoặc hiệu là Điều Phục Độc, hoặc hiệu là Đế Thích Cung, hoặc hiệu là Vô Thường Sở, hoặc hiệu là Giác Ngộ Bổn, hoặc hiệu là Đoạn Tăng Trưởng, hoặc hiệu là Đại Tốc Tật, hoặc hiệu là Thường Lạc Trí, hoặc hiệu là Phân Biệt Đạo, hoặc hiệu là Thôi Phục Tràng. Có trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Giang Thù lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, phương trên của thế giới Ta Bà này lại có thế giới tên là Quang Thược. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Phát Khởi Diễm Phật, hoặc hiệu là Điều Phục Độc Phật, hoặc hiệu là Đế Thích Cung Phật, hoặc hiệu là Vô Thường Sở Phật, hoặc hiệu là Giác Ngộ Bổn Phật, hoặc hiệu là Đoạn Tăng Trưởng Phật, hoặc hiệu là Đại Tốc Tật Phật, hoặc hiệu là Thường Lạc Thí Phật, hoặc hiệu là Phân Biệt Đạo Phật, hoặc hiệu là Thôi Phục Tràng Phật. Những danh hiệu như vậy có hàng trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu, khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được tri kiến đáng đắc được khác nhau. Các Phật tử, kế phương trên thế giới Ta Bà này có thế giới tên là Chấn Âm. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Dũng Mãnh Tràng, hoặc hiệu là Vô Lượng Bảo, hoặc hiệu là Lạc Đại Thí, hoặc hiệu là Thiên Quang, hoặc hiệu là Cát Hưng, hoặc hiệu là Siêu Cảnh Giới, hoặc hiệu là Nhất Thiết Chủ, hoặc hiệu là Bất Thoái Luân, hoặc hiệu là Ly Chúng Ác, hoặc hiệu là Nhất Thiết Trí. Có trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Giang Thù lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, kế phương trên của thế giới Ta Bà này có thế giới tên là Chấn Âm. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Dũng Mãnh Tràng Phật, hoặc hiệu là Vô Lượng Bảo Phật, hoặc hiệu là Lạc Đại Thí Phật, hoặc hiệu là Đại Quang Phật, hoặc hiệu là Cát Hưng Phật, hoặc hiệu là Siêu Cảnh Giới Phật, hoặc hiệu là Nhất Thiết Chủ Phật, hoặc hiệu là Bất Thoái Luân Phật, hoặc hiệu là Ly Chư Ác Phật, hoặc hiệu là Nhất Thiết Trí Phật. Những danh hiệu như vậy có hàng trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu, khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được tri kiến đáng đắc được khác nhau. Các Phật tử, như vậy ở phương đông thế giới Ta Bà có trăm ngàn ức vô số vô lượng vô biên vô đẳng bất khả số bất khả xưng bất khả tư bất khả lượng bất khả thuyết tận pháp giới hư không giới. Trong các thế giới, danh hiệu của Như Lai đủ thứ khác nhau: phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Bồ Tát Đại Trí Giang Thù bi tâm thiết thiết, sợ rằng tất cả Bồ Tát chẳng chú ý, cho nên lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật,
Các vị đến gần gũi Phật phải biết nhân duyên quả báo của Phật đời đời kiếp kiếp. Cảnh giới đó giống như phương đông của thế giới Ta Bà, có trăm ngàn ức danh hiệu. Những danh hiệu đó chẳng thể tính đếm được, chẳng thể lường được, chẳng có bờ mé, không thể dùng số để đếm, không thể dùng lời để nói, không thể dùng tâm để nghĩ. Tận hư không biến pháp giới, trong hết thảy tất cả thế giới, danh hiệu của Phật đủ thứ sự khác nhau. Ở phương Đông như thế, còn ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc, cho đến bốn hướng trên dưới sáu phương cũng đều như thế. Như Đức Thế Tôn thuở xưa làm Bồ Tát, thì dùng đủ thứ đàm luận, đủ thứ lời nói, đủ thứ âm thanh, đủ thứ nghiệp, đủ thứ báo, đủ thứ nơi chốn, đủ thứ phương tiện, đủ thứ căn, đủ thứ tính giải, đủ thứ địa vị mà được thành thục, cũng khiến cho chúng sinh đắc được tri kiến như thế mà vì họ nói pháp. Giống như Phật Thích Ca Mâu Ni, thuở xưa làm Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, thì dùng đủ thứ đàm luận, đủ thứ lời nói, đủ thứ âm thanh, đủ thứ nghiệp, đủ thứ báo, đủ thứ nơi chốn, đủ thứ phương tiện, đủ thứ căn, đủ thứ tín hiểu, đủ thứ địa vị, đều nói diệu pháp giáo hóa chúng sinh. Vì làm việc lợi ích cho chúng sinh, cho nên hiện tại đã thành Phật rồi. Cũng hy vọng chúng sinh thành Phật, khiến cho chúng sinh đắc được trí huệ như thế, tri kiến như thế, cho nên Phật vì chúng sinh mà nói diệu pháp. Phật vì chúng sinh nói pháp, nhưng chúng sinh phải chân thật tu hành thì mới đắc được lợi ích. Trước khi chưa chân chánh khai ngộ đắc được trí huệ thì không nên phóng dật giải đãi, luôn luôn phải giữ quy củ, tự mình quản lý mình, đừng đợi sư phụ đến xem. Do đó, sư phụ lãnh tấn môn tu hành tại cá nhân, nghĩa là thầy chỉ dẫn đến cửa tu hành do chính mình. Nếu đợi sư phụ đến trong coi thì đã muộn. Giống như khi ăn cơm, đừng để sư phụ nói đệ tử ăn cơm. Khi mặc quần áo thì đừng để sư phụ nói đệ tử mặc quần áo. Khi đi ngủ thì đừng để sư phụ nói đệ tử đi ngủ. Phải tự động mình đi làm. Tu hành dụng công cũng như thế, tự động tinh tấn mới được. Một số người nói ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, tự tu tự đắc, không tu không đắc. Đắc cái gì? Đắc được đại trí huệ. Có trí huệ thì chẳng còn điên đảo, chẳng còn điên đảo thì chẳng khởi hoặc, chẳng khởi hoặc thì chẳng tạo nghiệp, chẳng tạo nghiệp thì chẳng thọ quả báo. Như thế thì vĩnh viễn chẳng thay đổi luật nhân quả.